Tiếp theo ta sang phần gì đấy? Moving nhá. Moving. Moving image trong Android này. Các em tiếp tục tạo cái thêm một cái nữa này. Bạn ghi là gì? Moving vào đây nhá. Đặt tên là Moving. Ok. Chúng ta chuyển là gì? Translate này. Thứ nhất là chúng ta from x. Đúng chưa? 0%. Yeah. To x là ví dụ như 75%. From y 0%. To y 7 thôi, x thôi, di chuyển chủ x thôi, không di chuyển được chủ y nhé. Android chọn là duration. Ví dụ như trong thời gian là 2 giây. Ok. Các em mở lại cái phần main activity 2. Đúng nhỉ? Ta thêm một cái nữa. Cái button nữa. Đúng không? Button này tên là gì đây? Rồi, button này tên là Moving nhỉ? Android on click là gì? Moving. Yeah. Rồi, bây giờ ta quay sang phần main activity này, ta paste vào đây. Ctrl C toàn bộ cái này nhé. Sửa cái này thành gì? Moving thôi. Các bạn đổi lại cho thầy cái chỗ row này thành gì đấy? Move gì? Moving. Ok. Viết ý gì chỉ đổi thành cái moving này thôi nhé. Còn đây chỗ này này, moving đây. Ok. Bây giờ chạy thử nào. Rồi các em chạy thử đây. Đây, quay lại chỉ có thế này thôi. Copy EC thôi. Copy thôi mà. Đổi tên này thôi. Hả?
Quay lại thì làm thêm như kia thôi. Từ trái qua phải, từ phải qua trái đổi ngược lại. Đây này, di chuyển nhá. Di chuyển chưa? Rồi đúng không? Thế còn từ phải qua trái thì em lại có thêm cái kia ngược lại. Đổi ngược lại đấy. Muốn từ phải qua trái thì có thêm cái này này. Lại translate cop, cái translate này từ 75 trở về 0 nhá. Từ 75 trở về 0. Rồi xong rồi, như vậy là phần di chuyển xong nhé.